Rồi xin chào anh em, hôm nay số tháng mình thêm tiếp tục giới thiệu một sản phẩm, đó là bình xăng con Nova riêng chính hãng, hàng riêng chính hãng Honda Thái Lan. Thì trước màn hình anh em đây là cái sản phẩm, đó là bình xăng con Nova. Thì cái bình này là nó anh em hay gọi là bình Nova, nó sẽ có hồng xăng là 24 tới ga 26 ha. Cái bình này sản phẩm mình cầm trên tay đây là sản phẩm hàng riêng chính hãng Honda Thái Lan. Giá cho cái bình xăng con Nova hàng riêng chính hãng Honda Thái Lan full bóng này mình bán là 1.750.000 cho cái bình xăng con Nova này ha. Bình này thì được rất là nhiều anh em sử dụng trên nhiều dòng xe, từ 2 thì đến 4 thì. Thì anh cái sản phẩm này đã được khẳng định chất lượng ha. Ở đây là mình bán đúng hàng riêng chính hãng. Ba anh em thầy thợ thôi. Giá là 1.750.000 cho một bình xăng con Nova hàng riêng chính hãng Thái Lan, mới 100% ha. Bao anh em thầy thợ test full box. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332. Bình xăng con Nova hàng riêng chính hãng Honda Thái Lan, giá 1.750.000 một bình.